là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật năm 2020 mà tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố. Đây là dấu mốc quan trọng đã đánh dấu một hành trình dài với nhiều nấc thang ấn tượng trên con đường nghệ thuật của Đỗ Hải Anh. Làm quen với múa từ năm 3 tuổi, tới 22 tuổi, Hải Anh được biết đến với danh xưng cô gái vàng ba lê qua nhiều tác phẩm ấn tượng trong và ngoài nước. Năm 2015, công chúng mới thực sự biết đến Hải Anh khi cô đã vụt sáng trở thành nữ thí sinh đầu tiên giành quán quân trong chương trình thử thách cùng bước nhảy So You Think You Can Dance. Hải Anh, cơ thể của em là để dành cho múa. Và cái mà chị ấn tượng nhất đó là sự sexy của em. I'm your fan, I love you. Đây là lần đầu tiên quán quân là nữ, chúc mừng Hải Anh. Nghệ sĩ múa, giáo viên dạy múa và rồi bất ngờ cô trở thành biên đạo và đạo diễn sân khấu. Đỗ Hải Anh rồi đây sẽ có thêm nhiều những đóng góp cho nghệ thuật Việt Nam nói chung và bộ môn múa đương đại nói riêng. Thưa quý vị, và đây là khách mời của chúng ta, biên đạo múa Đỗ Hải Anh. Chúc mừng bạn Hải Anh thân mến. Với danh sách những người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam mà vừa được tạp chí Forbes Việt Nam công bố, cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn có bất ngờ không với danh sách này? 4-5 năm trở lại đây là Hải Anh rất là mong muốn và mong mỏi được vào cái tạp chí Forbes này, và có thể nói đó là cái sự công nhận cực kỳ lớn đối với Hải Anh và cũng như là những người làm chung với Hải Anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngược trở lại với hành trình suốt cả sự nghiệp của mình thì bạn ngay lúc này muốn kể về những dấu mốc nào nhất trong sự nghiệp đó của mình? Ghi nhận và đáng nhớ nhất trong cái sự nghiệp của mình đó là năm 2015 thì mình đã được rất là may mắn trở thành quán quân của So You Think You Can Dance Việt Nam. Thì lần đó là có rất nhiều thể loại Hải Anh được lần đầu tiên tiếp xúc, như là hip hop nè, dance sport. Ngay cái cuộc thi chung kết luôn thì mình đã trình diễn một cái phần hip hop gọi là tổng tất cả các thể loại ở trong đó, và rất là rung, nhưng mà cực kỳ thích cái phần đó luôn, tại vì âm nhạc cực kỳ hay và mình được thể hiện mình, tại vì không nghĩ là mình có thể làm được tốt và mọi người khen nhiều đến như vậy. Hải Anh thì tự nhận mình là người hơi tham lam. Tức là Hải Anh không chỉ gói buộc mình trong một cái nghệ thuật trình diễn nhảy múa không, mà lúc nào mình cũng luôn muốn tìm hiểu những cái mới hơn, những cái kết hợp xuất sắc hơn. Thì Hải Anh đã từng kết hợp thử với nghệ thuật thị giác, ví dụ như là photography với lại trình diễn nghệ thuật nhảy múa, thử kết hợp cổ điển châu Âu ballet trên nền nhạc trip hop chẳng hạn. Thì mình luôn kết hợp những cái nó có thể nó nói là nó có sự khác biệt với nhau rất là nhiều, nhưng mà khi mà kết hợp với nhau thì nó lại tạo nên một cái sự mới lạ và sự độc đáo riêng của nó. Bạn luôn muốn trải nghiệm, thử nghiệm những cái điều mới trong nghệ thuật múa, và một trong những điều đó đấy là kết hợp những nét văn hóa dân gian của dân tộc Việt Nam trong các cái tiết mục, các phần trình diễn biên đạo của mình. Cụ thể bạn đã làm điều đó như thế nào? Hai anh và các bạn đã biên đạo và trình diễn một cái vở mang đậm màu sắc dân gian dân tộc Việt Nam, đó là vở Yên Lam, và mình đã đem đi trình diễn ở khắp nơi trên thế giới như là Indo, Mã Lai, Hàn Quốc, Singapore. Thì trong vở Yên Lam thì Han đã lấy những cái hình tượng ra đồng của người Việt Nam ở quê, và trong một cái trang phục áo dài, nhưng mà áo dài mộc, áo dài xưa, và được thêu những cái hình ảnh về rồng, về phượng của Việt Nam, những cái hình ảnh rất là quen thuộc của Việt Nam. Thật ra là đi tới mỗi nơi thì mọi người đều rất là bất ngờ một sự kết hợp giữa nghệ thuật múa dân gian Việt Nam kết hợp với múa đương đại châu Âu, và họ cũng hơi bất ngờ về nghệ sĩ Việt Nam, là không ngờ là những cái kỹ thuật về đương đại của Việt Nam cũng không thua kém thế giới. Khi mà nói về một diễn viên múa tại Việt Nam thì người ta vẫn luôn hình dung ngay đến một quá trình khổ luyện rất là vất vả, tuổi nghề ngắn, thế rồi là mức thu nhập không được tương xứng với cái sự vất vả đó. Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện này?
thì mình luôn nghĩ là người diễn viên múa thật sự ra rất là sướng. Bởi vì khi mà họ được lên sân khấu, họ trình diễn, họ được là chính mình, họ được mặc những trang phục đẹp, họ được make up thật là đẹp và họ thể hiện được cái niềm đam mê của mình trên sân khấu cho rất nhiều người xem. Nếu mà để ý hơn thì họ có thể đi học mà được trả thêm tiền. Nếu mà nghĩ như vậy, bởi vì họ có thể nhìn xem là ồ, ở đây họ với cái bài diễn của mình họ đánh ánh sáng như thế nào, họ set up cái sân khấu như thế nào, họ ra ý tưởng của mình như thế nào. Thì hồi xưa Han cũng như vậy, và Han đã quan tâm nhiều hơn về những thứ xung quanh. Nên là sau đó mình đã bắt đầu mình nhen nhóm trở thành biên đạo và sau đó là thành đạo diễn sân khấu, bởi vì mình đã có sự để ý những sự xung quanh như vậy. Trong khoảng thời gian tới đây thì bạn sẽ tiếp tục có những hoạt động như thế nào để lan tỏa cái niềm đam mê với nghệ thuật múa của mình? Từ 3 tới 5 năm sắp tới, Han mong muốn là mình có thể tạo nên nhiều được những cái lễ hội nghệ thuật đương đại múa và kết hợp với các nước vòng quanh thế giới. Chưa xa lắm như châu Âu nhưng mà có thể là cái nước Đông Nam Á. Những cuộc thi biên đạo trẻ nè, những cái cuộc thi về sự kết hợp giữa những cái nghệ thuật trình diễn khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau, để mà có thể kích thích cái sự sáng tạo của họ và giúp cho phát triển cái cộng đồng múa của Việt Nam nó ngày càng nó mới lạ hơn và nó khác biệt hẳn so với thế giới.